Thưa quý vị và các bạn, tích cực hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, trong thời gian qua, Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam VAWI đã triển khai nhiều hoạt động với cuộc vận động, đồng thời đưa ra các chương trình để các hội viên có cơ hội giao lưu đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại gắn với việc phát triển thị trường trong nước. Ngay từ khi mới thành lập, Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam VAWI đã xác định việc xây dựng các chương trình liên kết để phát triển được xem là một trong những nội dung quan trọng trong việc tăng cường sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân nữ thuộc các thành phần kinh tế. Hiệp hội với vai trò cầu nối đã hỗ trợ các hội viên tham gia các chương trình xúc tiến thương mại tại thị trường trong nước, các hội nghị kết nối giữa các doanh nghiệp sản xuất, phân phối và tiêu thụ sản phẩm thương hiệu Việt được Hiệp hội Nữ Doanh nhân các tỉnh tổ chức đã trở thành trung tâm kết nối và tăng cường sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân nữ. Việc Hiệp hội Nữ Doanh nhân ra đời là một cái sự rất là cần thiết và nó phù hợp với lại cái chủ trương của Đảng, Nhà nước, đồng thời cũng là một cái hình thức để mình khẳng định cái vai trò vị trí của phụ nữ trong cái sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước, và nó cũng phù hợp với lại cái tình hình mà đất nước mình chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Để giúp các hội viên của mình phát triển tại thị trường trong nước, các chương trình hành động triển khai của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam được Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam mở rộng tới tất cả các hội viên trong Hiệp hội tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Các chương trình kỹ năng bán hàng cho doanh nghiệp Việt Nam tại Hà Nội, Hải Phòng, Sơn La, Hòa Bình, các chương trình kết nối giao thương để doanh nghiệp hội viên mở rộng thị trường đã được các hội viên hưởng ứng tích cực. Thì chúng tôi cũng có cái kết nối giữa các cái Hiệp hội Nữ Doanh nhân với các cái sở công thương, rồi cũng như là các cái nhà phân phối, cũng như là các cái sản phẩm của các nữ doanh nhân mà là bán thành phẩm đầu vào của các cái sản phẩm khác, rồi cũng như là bán vào hệ thống phân phối của cả nước. Thì chúng tôi có những cái chương trình kết nối rất là thành công. Tuy nhiên, theo tổng kết sau một năm hoạt động của Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam cho thấy, việc phát triển thị trường trong nước và xây dựng quảng bá thương hiệu cho sản phẩm của một số hội viên hiện nay vẫn còn ở mức độ khá khiêm tốn. Ví như công ty trách nhiệm hữu hạn cơ điện Minh Khoa được thành lập từ năm 1999. Mỗi năm đưa ra thị trường từ 500 đến 600 ngàn sản phẩm đồ điện gia dụng các loại. Nhưng hiện tại, sản phẩm mới chỉ phát triển ở thị trường các tỉnh phía Nam, trong khi phân khúc mặt hàng này tại thị trường trong nước rất lớn, nhất là khi cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do Bộ Chính trị phát động có sức lan tỏa. Người tiêu dùng trong nước đã thực sự tin tưởng khi sử dụng các sản phẩm trong nước có chất lượng và giá thành phù hợp. Thì là một cái vai trò trong cái hội doanh nhân nữ Việt Nam thì vừa qua thì cũng kết nối được một số rất là tốt. Thì trong cái hội nghị vừa đoạn Hà Nội thì cũng đã có những chị em cũng đã đăng ký để mà làm cái đại lý cho công ty Minh Khoa. Thế ngoài ra thì sang cái năm tới ấy, thì cái hướng của công ty sẽ phát triển các cái địa bàn bán hàng rộng hơn trên cả nước. Theo đánh giá của Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam, sau một năm hoạt động cho thấy các hội viên sản xuất các sản phẩm tiêu dùng cần đẩy mạnh việc phát triển sản phẩm tại thị trường trong nước. Bởi trong thời điểm này, phát triển thị trường nội địa là một điều hết sức cần thiết và thuận lợi cho doanh nghiệp. Người tiêu dùng đã thêm tin yêu sản phẩm Việt.